Trời sắp tối rồi các cậu ơi. Đi lại. Mặt trời lặn ở sau núi rồi. Em đòi ăn cơm. Mẹ còn mệt nữa. Đúng rồi đấy. Tớ không đói, lại còn mệt nữa. Bây giờ chắc là không còn sức để đi nữa đâu. Đúng rồi đấy, trời sắp tối rồi cũng chả nhìn thấy gì. Hay là tớ quyết định là tối nay bọn mình sẽ cắm trại ở đây nhá. Đúng rồi. Được rồi. Em thích ngủ ở bãi biển. Ngủ ở bãi biển ấy phải có kinh nghiệm cơ. Đây này các cậu nhìn này, sóng nó đang bắt đầu lên này, tí nữa là nó sẽ lên tới cái bờ này luôn đây. Thế nên là mình phải cắm trại ở trong đây. Chứ nếu mà mình mang lều ra ngoài này thì rất có thể sóng biển sẽ cuốn cả cái lều của chúng mình đi mất, đúng không? Đúng rồi đấy, đêm ngủ là nó trôi luôn ra ngoài biển đi. Đây, thả lều ra đây thôi. Ở chỗ này là hợp lý này. Dựng hai cái chân. Được rồi đấy. Thế là mình đã có một cái lều rồi. Tối nay bọn mình có thể ngủ ở trong đây được rồi. Những cái này thôi không cần đâu em Cam ạ. Để anh xe lên cái nóc này, không đêm này mưa là mình bị dột hết. A few moments later. Wow. Trong khi chờ bạn nhím dựng lều thì tớ với cả em Cam sẽ đi tìm kiếm thức ăn nhá. Ở đây có rất nhiều các quả dứa đã chín rồi các cậu ạ. Tớ phát hiện ra có một quả rất là to đây này. Không biết liệu quả dứa này có ăn được không nhỉ? Bình thường tôi hay thấy mọi người ngâm quả dứa này trong nước để lấy nước uống này. Đây này, quả này chín đỏ mọng rồi đây này. Để thử hái quả này xuống nha. Chà chà, to ghê đấy. Quả này chắc quá các cậu ơi. Ấy, bắt đầu nghe thấy tiếng gãy gãy rồi đấy. Còn có gai dứa đâm vào tay đấy. Đúng rồi, các cái cây này các cậu để ý này, có gai rất là sắc nhọn ở lá. Cuối cùng cũng lấy được quả dứa này ra. To chưa em Cam? Nhìn quả dứa này các bạn có liên tưởng đến cái gì không? Một con virus. Này em Cam, cầm lấy để đem ra lều nào. Đây em Cam, mang về lều trước nhá, để chị đi kiếm thêm. Một quả thứ hai nữa này. Cam ơi, lại kiếm được một quả nữa rồi. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Ui, ui, hai quả luôn. Cậu xem quả này có ăn được không? Chúng tớ vừa mới hái được đấy. Wow, đây là cái quả dứa mà, quả dứa dại đấy. Nhưng mà có quả hơn không các cậu ạ? Đây sẽ là bữa tối của bọn mình, chén thôi. Here we go. Bây giờ để tớ thử ổ cái quả này ra, xem ăn như thế nào nhá. Quả này cứng quá các cậu ơi. À, đây rồi. Bóc được không? Mình bóc được từng cái múi này. Nó chua chua các cậu ạ. Chua chua á? Nhưng mà sao cảm giác trông nó khô thế nhỉ? Cho em ăn thử. Đây này, em Cam thử ăn xem nào. Có ăn được không? Em Cam làm gì thế? Sao nhổ được bọt ra này tay thế? Cho thử ăn xem nào. Cái vị của nó làm sao sao ấy cậu ơi. Gì cả. Ôi, quả này. Quả này. Ôi, quả này bị sâu các cậu ơi. Đây đây, con sâu nó đang bò này. Đây này cậu ơi, một con sâu nó còn đang bò bên trong này. Kèo ơi, quả này bị hỏng rồi. Bảo sao mà ăn nó cứ có cái vị gì đấy. Ừ, mấy cả cái mùi này nó khó ăn lắm. Hình như quả này không ăn được đâu. Quả này là quả dứa dại mà. Bình thường tôi thấy mọi người hay ngâm nước với quả này. Nên là quả này chỉ ngâm để lấy nước uống thôi nhỉ. Ui giời ơi. Các cậu đi tìm đồ ăn thế này thì có mà chết đói. May mà tớ có chuẩn bị ở trong lều rồi đấy. Bây giờ đi vào lều tớ cho ăn. Quả này ăn kinh thật đi. Đây này. May mà tớ có mang theo đồ ăn và nước uống này. Này em Cam, uống nước trước đi. Bruh. Em ơi, nước gì đây? Anh ha, nước biển đi. Anh đón nước biển vào đây à? Ui, anh mua nhầm chai nước muối à? Mặn quá. Nhầm nước muối rồi các cậu ơi. Thôi, còn đồ ăn vào đây, ăn tạm vậy. Tớ xem trong cái túi này bạn nhím chuẩn bị những gì nào. Một bộ đĩa. Đây là gì đây? Lại còn có cả bánh sinh nhật à? Hôm nay là sinh nhật của ai vậy? Của em.
cho xếp hình mà cậu. Không phải xếp hình đâu, xếp hình nhưng mà ăn được đấy cậu ơi. Trò này mình có thể vừa chơi vừa ăn xếp hình từ những cái miếng kẹo dẻo ấy. Thế còn trong này là gì nữa đây? Wow. Một nồi há cảo hấp. Wow. Một nồi há cảo hấp á? Ui, cậu mang nhiều đồ thật đấy. Bây giờ chúng mình thử bày ra ăn đi. Bây giờ nha, mình sẽ chơi cái món này đầu tiên này cho các cậu lác mắt. Bởi vì mình đi dài ngày mà, mỗi một bữa mình chỉ ăn một món thôi. Hôm nay tớ sẽ chiêu đãi các cậu món này trước nha. Mang cho tớ một cái đĩa ra đây. Here we go. Đĩa ra nào? Để các bóc đĩa ra. Trong đây nó có nhiều cái đĩa lắm. Nhưng mà em sợ sóng biển lên đây. Không sao, anh chọn chỗ này là chỗ rất cao rồi, sóng biển nó không lên đây đâu. Đây, một cái đĩa ở đây này, để xuống đây này. Đây nha, tớ sẽ bắt đầu đổ ra đây nha. Không em đam, dừng lại ngay. Mình phải chơi xếp hình đã thì mình mới được ăn cơ mà. Ai xếp giỏi, người đấy chiến thắng, người đấy sẽ được ăn. Chứ không phải là cứ bốc lên ăn như thế đâu. Mỗi một cái miếng kẹo dẻo này đều có một mặt lồi. Mặt lồi đây và một mặt lõm. Y như miếng xếp hình luôn. Chúng mình sẽ xếp các cái miếng kẹo dẻo này vào với nhau. Đấy, chồng lên như thế này này. Bây giờ chị sẽ chồng thành một cái tháp nhá. Tháp xếp hình này. Lego này, kẹo dẻo này. Đấy. Ấn nó vào này. Ấn vào tiếp này. Xếp cao lên như một tòa kim tự tháp vậy. Xếp cao chưa được 5 lớp luôn. Đấy. 6 lớp rồi. Cao chưa? Nếu như mà ai xếp cao nhất ý, thì người đấy sẽ được ăn tất cái chỗ kẹo dẻo mà cậu được xếp. Ha ha, cậu chỉ xếp được 6 miếng nha. Bây giờ đến lượt tớ. Nào. Từ từ đã, đến lượt anh, sau đó đến lượt em sau. Bây giờ muốn xếp được cao mình phải xếp những cái miếng to trước. Miếng này to nhất này, 6 cái hạt này. Đây miếng to thì anh nhìn nè. À, miếng này cũng to này, 6 cái hạt nữa này, 2 miếng này. Sau đó là đến những cái miếng hạt 4 này. Lần này cho một lớp màu vàng. Ui, cái này 2 cái này, một lớp màu vàng này. Sau đó tiếp theo cho một lớp. Anh được 4 cái rồi đây này. 6 cái của bạn Trang dễ ợt luôn. 5 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Ui. Đổ rồi, thế nào bạn Nhím cũng không được ăn luôn. Đĩa nhiều thế này, bây giờ còn có 2 miếng. Bình thường phải xếp bằng tay chứ, làm sao cho vào trong mồm thì xếp làm sao được, đúng không Trang? Cho vào trong mồm thì xếp bằng lưỡi à? Đâu, em Cam há mồm ra xem em xếp được hình gì rồi nào. Ôi, em Cam đã ăn hết rồi, không còn miếng xếp hình nào cả. Em Cam lừa bọn chị à? Thôi còn có 2 miếng, tớ 1 miếng, cậu 1 miếng, ăn cho đỡ đói vậy. Tớ xin lỗi, tớ bốc thế nào mà lại rơi mất cái đĩa, thế làm rơi mất miếng còn lại rồi. Thôi, hay là cậu chịu khó, tối nay đi ngủ bốc đói vậy nhá. Tớ với em Cam đi ngủ đây, đi vào đi ngủ thôi.